Ok, vâng, lại là Tuấn Anh đây, là được gặp lại tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con yêu dấu của em. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người về những chiếc xe hiện tại bên em đang có. Hôm nay chủ nhật, một ngày cuối tuần thì sáng giờ cũng được khoảng 6 xe rồi. Nhưng ngày hôm nay thì buổi chiều thì Tuấn Anh vẫn lên sóng cho anh em. Và cũng không làm quý khách hàng phải chờ lâu nữa, thì Tuấn Anh xin phép được đi báo giá cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con có thể biết được những chiếc xe bên em. Nhà em thì có những cái dòng 7 chỗ như Vivan hay là Chevrolet. Nhà em thì còn 5 chiếc Chevrolet Vivan với cái mức dao động từ khoảng tầm số sàn là 155 triệu và số tự động là 175 triệu. Đều là những chiếc xe sản xuất năm 2008. Đây, ở đây có 4 chiếc, 2 chiếc màu bạc, 2 chiếc màu đen. Và ở đây có 1 chiếc màu vàng cát, tối anh về. Được chưa? Đó thì quý khách hàng cũng như bà con nào đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một chiếc xe nhỏ gọn xinh xinh, một chiếc Vivan nhỏ gọn xinh xinh, 7 chỗ ngồi, đi gia đình, chạy dịch vụ, thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em. Số sàn 2.0 bản đủ xe gia đình, với giá bán loanh quanh tầm hơn 100 triệu, 155 triệu cho một chiếc xe số sàn và 175 triệu cho một chiếc xe số động. Form dáng giống nhau, đời như nhau, máy như nhau, chỉ khác một số thôi. Các bạn nhé. Ở dưới đây chúng ta đang có thêm một chiếc xe Lacetti, Daewoo Lacetti 2005, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, tên tư nhân, biển Hà Nội, màu trắng, với giá bán loanh quanh 100 triệu đồng. Đấy. Vâng, ở đây chúng ta có thêm một chiếc xe rẻ nhất trong cái series xe ngày hôm nay, đó là một chiếc xe 35 triệu thôi. 35 triệu thôi là các bạn đã sở hữu được một chiếc ô tô để đi. Vâng, xin thưa với quý vị, ô tô để đi chứ không phải là một chiếc xe công nông hay là một chiếc xe máy hay là một chiếc xe gì cả. Ô tô các bạn nhé, máy 1.8, nhà hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, sản xuất năm 1990, một chiếc Nissan Bluebird, số sàn 1.8, với giá chỉ có 35 triệu thôi cho anh em. 35 triệu thôi anh em ạ, 35 triệu thôi, biển Hà Nội, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và là giấy tờ chuẩn chỉnh 100%. Bên cạnh đây chúng ta đang có một chiếc Lifan. Với chiếc Lifan sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.6, biển 887947, Bình Vĩnh Phúc các bạn nhé. Với giá 65 triệu thôi, 65 triệu thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc Lifan này rồi. Ok, và tiếp theo là một chiếc xe Toyota Jay. Đây là một mẫu xe 7 chỗ đời Tống, đời Thanh, đời Nguyễn gì thì em không biết, nhưng là sản xuất năm 1997. Một chiếc xe về các bạn có thể chở người, chở đồ, chở rơm, chở rác, chở phân thì nói chung là cứ là ok đi. Với giá có 55 triệu thôi, đời 1997, hàng nhập khẩu nguyên con. Vâng, máy 1.8, số sàn. Tiếp tục thì ở đây chúng ta đang có một chiếc Innova. Innova là một trong dòng xe rất là bền, lành và khá là ok cho anh em. Con này thì biển 38 ở tỉnh Hà Tĩnh, nhưng mà chiếc xe này thì nó là bản Z. Bản Z này là 2.0, bản Z lưng 2.0, lưng form lên 2015 và lưng cả đầy đủ như bản G, với giá 205 triệu đồng. Mitsubishi Zoni, một trong dòng xe cũng đến từ thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất năm 2003, biển 23A01051. Con này thì máy 2.0, số sàn 7 chỗ ngồi, thương hiệu đến từ Nhật Bản, với cái giá bán chỉ có bao nhiêu ạ? 98 triệu đồng. Vâng, rất nhiều những cái dòng xe mà muốn giới thiệu đến cho anh em cũng như quý khách hàng. Không biết là các bạn thích cái dòng xe gì, nhưng ở đây tiếp tục là một cái mẫu xe nữa dành cho bà con, cô bác, anh chị em. Và chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán. Đây là một chiếc xe Honda CR-V. Với chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Chiếc xe thì đang đeo biển Hải Phòng 15A51819, sơn xi màu bạc. Con này thì số tự động 2.0, với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 386 triệu đồng, có bớt sâu cho anh em, 386 triệu đồng cho anh em nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Fiat ạ. Đây là một chiếc xe Fiat Doblo sản xuất năm 2008, số sàn, biển Hà Nội, 29A63187. Con này 119 triệu đồng. 119 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Fiat này, dành cho anh em. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi, số sàn 1.6 anh em nhé. Bán tải, đó là một chiếc xe mà chuyên cho chở đồ,
vừa đi gia đình vừa chở đồ, với những anh em mà thích cái phong cách cao rộng và thích cái phong cách bán tải cao to đen hôi thì chúng ta có thể sở hữu chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, biển Hải Phòng và đời 2011, số sàn máy dầu 32.5, biển Hải Phòng, với giá bán là 305 triệu đồng anh em nhé. Vâng, Ford Everest là chiếc xe tiếp theo mà tôi Anh muốn giới thiệu. Ford Everest 2008, hộp số tự động, máy dầu 2.5, chiếc xe đang đeo biển 30E92441. Với chiếc xe này thì hiện tại là bên tôi Anh đang chào bán với cái giá là 348 triệu đồng. 348 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Nhà em còn 3 chiếc xe như thế này nữa: một chiếc biển Hà Nội màu phấn hồng, một chiếc biển Hải Phòng màu đen, và một chiếc biển phấn hồng màu biển 37. Đó, đều là 348 triệu, đều là số tự động, máy dầu 2.5. Vâng, tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay này, sẽ có ngay một chiếc xe Ford Everest 2009. Đăng ký lăn bánh lần đầu 2010, biển Panama 18400, sản xuất năm 2009 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2010, số tự động 2.5, form mới, người ta bán 409 triệu đồng. 409 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc Ford Everest này. Vậy quý bà con, các bạn chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho tôi Anh ở Hải Phòng. Bên cạnh chiếc Ford Everest 2009 số tự động thì chúng ta cũng có một chiếc Innova 2013 số tự động. Vâng, con này nó là một chiếc xe khá là thương gia đây. Nó chỉ có 7 ghế đấy, nhưng mà hàng ghế kia nó là hai chỗ thôi. Ở giữa hai chỗ này, đó, thành cái hai dãy này. Với giá là 425 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Toyota Innova bản V2013 số tự động cho anh em. Ok. Tiếp tục thì ở đây chúng ta lại có một chiếc Isuzu Highlander, sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn. Máy của nó là một chiếc xe 2.5, máy dầu, số tự động. Số tự động biển Hà 37 của tỉnh Nghệ An. Con này thì 2.5 đời 2004, với giá bán 189 triệu đồng. 189 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em. Con này thì em vừa giới thiệu là 348 triệu. Đây là chiếc thứ 3 đây, đúng không ạ? Ở đây chúng ta đang có một chiếc Spark 2008 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2009, số sàn 0.8, biển Hải Phòng 15A25203. Con này thì hiện tại là bên em đang bán là 83 triệu. Con này thì ghế lỉ ghế nước là nguyên bản hết theo xe, ghế lỉ nguyên bản từ đầu, hệ thống còi vô lăng đầy đủ, rất đẹp cho anh em. Với giá 83 triệu đồng. Vâng, tiếp tục thì ở đây chúng ta đang có một chiếc Moling 29A23303, một chiếc Moling 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản SNX, đăng ký lăn bánh lần đầu 2009, số tự động, với giá bán 189 triệu đồng. Đang tiến vào đây, đang nổi đây là một chiếc xe Daewoo Matiz 2009. Vâng, chiếc xe đang đeo biển 99A16558, số tự động 0.8, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2009, với giá bán là 139 triệu đồng. Vâng, một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2015, biển Hải Phòng 15A19322, sơn si màu đen và giá bán hiện tại là 335 triệu đồng. Bản E xịn, tên tư nhân, tên công ty con này thì một chủ từ mới nhé, biển Hải Phòng, mà xe thì đẹp zinh keng. Tiếp tục là một chiếc xe Ford, một chiếc xe Emerald. Đây là một mẫu Emerald sản xuất năm 2000 bao nhiêu ạ? Emerald sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, máy 1.8, đời 2011, nhập khẩu cái trước của Đài Trung. Tắt đèn đi em ơi. Với giá bán hiện tại thì anh đang chào bán chiếc xe này là 198 triệu đồng. Tiếp tục ở đang nuôi ở đây là một chiếc xe, đó là một chiếc xe Kia Morning 2016, phiên bản số sàn. Đang dính đèn phanh rồi. 2016 số sàn 2016, một chủ từ mới sử dụng, biển Hải Phòng 15A. Con này hiện tại bên em đang bán là 228 triệu đồng. Rất là đẹp cho anh em này. Vâng, Spark 2010, biển Hà Nội 30A57044, với giá 90 triệu đồng. Nissan, một chiếc Nissan Piso 2009, số tự động, với giá bán chỉ có 195 triệu đồng thôi. Tất nhiên thì tiếp tục ở đây chúng ta lại có thêm một chiếc xe Moling 2008, số tự động, với giá bán hiện tại là 189 triệu đồng. Vios 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu 2016, máy mới, bản E số sàn, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu,
15A29636, sơn xi màu đen với giá bán là 365 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu xe, đó là một chiếc Daewoo Gentra. Với chiếc Daewoo Gentra sản xuất năm 2011, số sàn máy 1.5, tên tư nhân chính chủ biển Hải Phòng với giá bán 160 triệu đồng. Bên đây chúng ta đang có một chiếc xe tự động mà cái tầm tiền của nó chỉ có hơn 200 triệu thôi. Tội gì mà phải đi số sàn, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đó là một chiếc Daewoo Lacetti CDX sản xuất năm 2009, số tự động 1.6 biển Hải Phòng 15A64707, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, số tự động bản cửa sổ chơi. Với giá bán hiện tại thì Dương Anh đang chào bán chiếc xe này là 228 triệu đồng. Tiếp tục thì chúng ta đang có thêm một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Daewoo Lacetti CDX 2010, số sàn 1.6, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Anh xem xe ra, anh cứ xem đi. 245 triệu đồng, số tự động. Bán tải Isuzu D-Max 2.5 số tự động đời 2016, máy dầu. Và con này hiện tại bên em đang bán là 500 triệu đồng. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Chevrolet Cruze biển ở Vĩnh Phúc 88A14676, số tự động đời 2010, 1.8 bản NTZ. Đó, con này thì hiện tại là tôi anh đang chào bán với cái giá khá là hợp lý cho anh em, là chỉ có 265 triệu. Vios 2012 biển Hà Nội 30A69615 với giá bán 215 triệu đồng. Bản Nimo lâm phun kịch đồ biển Hà Nội, máy 1.5 số sàn. Honda Civic 2008 số tự động bản AT 1.8, con này hiện tại bên em đang bán là 268 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc Honda Civic này. Chevrolet Cruze là chiếc xe tiếp theo mà tôi anh muốn giới thiệu đến cho anh em. Cruze 2011 phiên bản số 2010 phiên bản số sàn, máy 1.6, biển 99L2391, với giá bán là 226 triệu đồng. Ở bên dưới thì chúng ta đang có một chiếc Gentra 2010 150 triệu. Đây, màu bạc biển Hải Dương anh em nhé, 34A55173. Và tiếp theo là một chiếc xe Vios 2011 số sàn 1.5 biển 90 của tỉnh Hà Nam với giá bán là 199 triệu đồng. Vios EA CVT 2017. Cái này thì hiện tại là bản CVT 2017 biển Hà Nội 30A77179, sơn xi màu đen và giá bán là 439 triệu đồng. Tiếp tục là một mẫu xe Daewoo Lacetti 2009 bản EAX, nhập sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, máy 1.6 số sàn, biển Bắc Giang. Và con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng là các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Ok, tiếp tục là một mẫu xe Honda Civic. Với mẫu xe Honda Civic sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, biển Hà Nội. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá là 260 triệu đồng. Samsung SM3. Với chiếc Samsung SM3 sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, số tự động, máy 1.6, 1.5, 2014, máy 1.5 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, 335 triệu đồng. Vios G2017, máy mới số tự động, bản full. Và giá bán hiện tại thì anh đang chào bán là 450 triệu đồng. Hyundai i20 sản xuất năm 2010, số tự động, biển Hải Phòng 15A64436, sơn xi màu trắng. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý để anh em có thể sử dụng, đó là với một cái giá chỉ có 275 triệu đồng thôi. Tiếp tục là một chiếc Vios sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn, máy 1.5, bản Nimo lưng phun kịch đồ biển Hải Phòng 15A36940 với giá bán 205 triệu đồng. Hyundai Avante là chiếc xe tiếp theo ạ. Hyundai Avante sản xuất năm 2012, phiên bản số tự động, máy 1.6, 338 triệu đồng. Một mẫu Hyundai đến từ thương hiệu của Hàn Quốc các bạn nhé. Số tự động nhé, 2012, số tự động 1.6, 338 triệu đồng. Hay một chiếc xe Hyundai Avante 2011 số sàn 268 triệu đồng. Một chiếc xe độ rất nhiều đồ chơi như thế này. Con này mới đẹp này, con này thì nó đầy lỗ thông minh này. Ấy giời, Vios E 2013 phiên bản số sàn, máy 1.5 biển Hải Phòng 15A10482,
sơn si màu đen và đá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 268 triệu đồng, 268 triệu đồng Vios EA biển Hải Phòng. Vios EA 2015 phiên bản số sàn, máy 1.5 bản E xịn biển Hải Phòng 335 triệu đồng. Và đây là một chiếc Nissan Sunny. Với chiếc Nissan Sunny sản xuất năm 2013, phiên bản số tự động, máy 1.5, hàng thương hiệu đến từ Nhật Bản, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, đời cao giá rẻ. Số tự động mà máy zin keo chỉ zin hết thì các bạn không mua thì mua xe gì. Với cái giá bán hiện tại thì anh đang chào bán chiếc xe này với giá là 298 triệu. 298 triệu là các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi. Vậy thì bà con, có bác anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em với giá 298 triệu đồng. Bên trong đây chúng ta đã có một chiếc Hyundai Sonata. Với chiếc Hyundai Sonata nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, học số sàn, máy của số tự động, máy 2.0 biển Hà Nội, với giá bán 189 triệu đồng. BMW, với chiếc BMW sản xuất năm 2004, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, máy 2.0 số tự động biển 99K3969, với giá bán hiện tại là 168 triệu đồng. Thương hiệu của Đức, một chiếc xe còn rất là cứng đét như thế này, anh em thấy đèn đóm này. Đấy. Vios 2010 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5 bản limo lưng phun kịch đồ, với giá bán là 189 triệu, 189 triệu biển Hải Dương. Vâng, tiếp tục thì ở đây chúng ta đang còn một số những cái dòng xe hatchback một đầu, 14A16528 Moling 2015 số sàn, một chiếc xe gia đình sử dụng tên tư nhân, máy 1.25 với giá bán 215 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2015 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.0 biển Quảng Ninh 58387 số sàn 1.0 nâng phun đồ màu đỏ, với giá bán 205 triệu, 205 triệu đồng một chiếc Hyundai Grand i10, rất là đẹp cho anh em. Vâng, Moling 2017 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.25 biển 14A24321 sơn si màu trắng, và giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán với chiếc xe này là 239 triệu đồng. Gentra X 2007 số tự động, máy 1.2, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 51A07016, 179 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Moling 2015 phiên bản số sàn, máy 1.0 biển Hải Phòng màu đỏ, với giá bán là 189 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2016 số sàn, với giá bán hiện tại là 219 triệu đồng. Hyundai Grand i10. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2013. Con này thì số sàn 168 triệu đồng, đời 2013, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. i10 thì anh em rất nhiều, 214 này, 214 bản đủ 228 triệu này. Đấy, 228 triệu bản đủ nhá. Hay Moling 100 triệu này, Moling 100 triệu. i10 2017 262 triệu bản Bay. i10 2014 196 triệu, 196 triệu. 2014 bản Bay biển Hải Dương tên tư nhân, na đang đúc 4 bánh theo xe. Xe đẹp, không nỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Vâng, màn hình Android xịn sò, keo chỉ zin 100%, âm thanh nghe tức ngực. Vâng, tất cả đây. i10